A Di Đà Phật, cung thỉnh đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin bắt đầu buổi sáng. Buổi sáng hôm nay thì ta sang cái thời đại mới. Nhưng mà trước khi sang nội dung mới thì tôi xin nói là tôi đã chấm xong bài thi và đã nạp cho học viện. Không biết ta đã biết điểm chưa? Chưa. Nói chung thì làm rất là tốt. Chỉ có điều điểm tối đa, người đoạt điểm tối đa được có 48/50 thôi. Lý do đơn giản là bởi vì điểm 50 hay bị dòm ngó lắm. Cho nên tôi lấy 48 điểm. Và tất nhiên là cũng có một số người ít thôi. Tổng cộng là có, không biết là cả lớp tăng lẫn lớp ni cũng có khoảng 6-7 người. Vì lý do là không biết, hình như không đi học bao giờ sao. Rồi lấy quyển sách, nó cũng chẳng ăn nhập gì với sự cả. Nó chẳng ăn nhập gì với sự Việt Nam cả. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là câu hỏi là nói tới những tiền đề dẫn tới sự ra đời của nhà nước, nhưng mà lại không làm cái đó, ngồi phân tích rằng Văn Lang là gì, Âu Lạc là gì. Cái đó không phải, thì biết làm thế nào bây giờ. Nhưng mà cái số đó ít thôi, về cơ bản là như vậy. Người tại 57 năm. Thì tôi chấm bài năm nay là 57 năm, gần 60 năm. Thì người ta nói ngày xưa cho điểm 10 là thì người ta nói rằng được điểm 10 của tôi là cực kỳ khó, và được bị điểm dưới năm cũng cực kỳ khó. Tức là tôi ít khi nào tôi cho rớt lắm, nhưng mà cực chẳng đã thì mới buộc phải như vậy. Cho nên là cần chú ý một chút xíu thôi là được rồi, là như vậy. Thế thì đấy là cái cũng đặc biệt. Trong bài thi thì cũng có người đó là mệt mỏi quá, cho nên là viết rõ là mô Phật xin được làm mấy câu thơ. Nói cho bất kỳ là hồn thơ nai nắng, hồn thơ nai nắng. Vui lắm. Chuyện bình thường. Cố gắng. Hiện nay thì tôi đã được đã có sách, tôi đã có sách mới in ở trong tay. Không biết chúng ta có chưa? Chưa. Đó là sách mà bây giờ thì nhà nước cũng buồn cười rồi. Ngày xưa in một quyển sách thì tôi được 40 quyển gọi là sách tác giả. Sau đó rồi còn 35 quyển, rồi còn 30 quyển, rồi còn 25 quyển, rồi còn 20 quyển, rồi 15 quyển, rồi họ hạ xuống 10 quyển, rồi bây giờ còn có 5 quyển thôi. Tôi muốn có quyển thứ 6 thì tôi cũng phải đi mua, là như vậy, bình đẳng như tất cả mọi người khác. Nói chung thì nhà nước rất là chịu khó ăn bớt. Đó là vấn đề có tính chất quy luật, nó là như thế. Lần này thì họ nói rằng vì họ làm trễ, cho nên họ in với số lượng rất ít, để là họ bán cho nó hết cái, họ đã in cái khác. Cũng nối bản thì tốt hơn là một lần in nhiều. Trên đây là lần đầu tiên mà sách của tôi in với số lượng rất ít. Trước đây có quyền in một lần đến 30.000 bản.
À, nhưng bây giờ thì in có 500 bản thôi. Mô Phật. À, chỗ này đúng là họ đánh giá thế nào. Bởi vậy lớp cố gắng liên hệ và mua sớm. Nếu không mua sớm thì nơi khác họ mua mất, đóng còn nữa. À, trong đó có những quyển, ví dụ như quyển Việt Nam tư liệu tóm tắt là quyển sách nhỏ nhất. Đó là sách nhỏ nhất trong tất cả các quyển sách của tôi. Sách mà nhỏ nhất nặng có 150 gram. À, có một lần rưỡi. Còn sách nặng nhất là 150 ký. Tức là cách nhau nó kinh hồn. Từ 150 gram cho đến 150 ký. Tức là kinh hồn luôn. À, như vậy. Thế thì đấy là cái sách đã ra. Đến ngày mùng 1 tháng 4 thì khé đủ tất cả. Họ nói với tôi như vậy. Nhưng bây giờ thì tôi cũng chẳng tin là có đúng vậy không. Cho nên tốt nhất là các thầy cứ hỏi cái chỗ cô tiến sĩ Trần Kim Nhung đó. Thì cô Nhung không phải là người bán sách, nhưng cô đấy có một cái quyền rất lớn, cho nên cô ấy duyệt bán giảm giá cho tất cả chúng ta. À, nó chỉ khác chừng đó thôi, cho cô đấy là cô tiến sĩ mà cô là giám đốc, cô ấy không có bán sách đâu. Nhưng mà cô ấy là người có quyền quyết định việc giảm giá. Thì hình như là giảm càng nhiều càng tốt. À, tôi nghĩ là như thế. À, thì cách là như vậy. Thì các thầy liên hệ ở đó sớm. Đó nè. Còn như hôm trước tôi hứa đó, thì quyển sách của tôi và nhà tôi sẽ tặng cho tất cả các thầy, các cô ở trong cái khóa này, mỗi người một quyển. Và chiều ngày 11 tháng 4, ngày 11 tháng 4 đó, thì sách sẽ được cái nhà xuất bản họ chở tới tận đây. Thế nên là lớp cử một người nào đấy nhận cho lớp. Bên lớp ni cử người, bên lớp ta cử người. À, đấy là tôi nói trước như vậy để chuẩn bị tinh thần một chút thôi. À, quyển sách đó là dày 470 trang. À, có cái nhan đề là Thức Cùng Thiên Cổ. À, Thức Cùng Thiên Cổ. Đấy, in những cái bài viết của tôi về nhà tôi. Trong đó có những bài liên quan tới nhà Phật. Ví dụ như là cái tăng ban trong bộ máy nhà nước thời Lý Trần. Ví dụ như là cái giáo dục Phật học. Ví dụ như là nhà chùa với doanh nghiệp và doanh nghiệp với nhà chùa. Ví dụ như thế. Rồi một số những cái bài liên quan tới các Phật. Còn nhà tôi thì có những bài, ví dụ như là văn học Phật giáo thời Lý Trần, ví dụ như thế chẳng hạn. Thì có những cái bài như vậy. Thì tôi đề nghị với cái hai cái công ty mà họ tài trợ cái này là tôi thì hiến, hai vợ chồng tôi hiến không cái bản thảo. Còn bên kia thì tôi nói rằng thôi, hãy gửi tới cho các thầy các cô ở đây và họ đồng ý. Là như vậy. Chứ không phải là hoàn toàn của tôi đâu, mà của cả cái nơi bỏ tiền họ in nữa. Thì đấy là ngày 11 tháng 4 buổi chiều. Buổi chiều thì tôi có dặn là với cái trường đặc biệt này thì phải chuyển tới đây trước 4 giờ chiều. Chứ nếu mà sau 4 giờ chiều thì coi bộ không ổn. Là như thế. Buổi sáng thì hay trước 10 giờ rưỡi, nhưng mà họ nói không, buổi sáng làm kịp thì để buổi chiều. Là như vậy. Chứ sau 10 giờ rưỡi thì phải về để còn nghiêm túc nạp thọ. À, cho nên phải như vậy. Thì đấy là về sách vở. Bây giờ ta sang cái thời đại mới. Đó là thời đại thứ 6. Việt Nam thế kỷ 19. Nói thế kỷ 19 nhưng kỳ thực ra không trọn thế kỷ 19 đâu. Không có trọn. Có vài nội dung thì nó vượt ra khỏi thế kỷ 19 một chút. Nhưng mà về cơ bản, về chủ yếu thì nó nằm trong thế kỷ 19. Nói cho chính xác là từ năm 1802 cho đến năm 1884. À, như vậy là còn một tí xíu cuối cùng thế kỷ 19 nó thuộc vào cái thời đại khác. Cho nên tôi nói Việt Nam thế kỷ 19. Mà thế kỷ 19 tức là thời Nguyễn, thời nhà Nguyễn. Cho nên chúng ta cũng có thể viết là Việt Nam thời nhà Nguyễn. Thì đó là cái thời đại thứ 6. À, thời đại thứ 6. Thế trước khi đi vào cái thời đại này thì tôi có vài lời giải thích để chúng ta nắm rõ. À, trong thực tế có nhiều người đã nhầm lẫn
giữa họ Nguyễn với nhà Nguyễn. Bởi lịch sử Việt Nam có một cái giai đoạn khá lâu dài với 9 đời trị vì của các chúa Nguyễn, bắt đầu từ Nguyễn Hoàng mà kết thúc là Nguyễn Phúc Thuần. Như vậy thế thì tổng cộng là 9 đời chúa. Thì đó là các đời chúa Nguyễn, và các đời chúa Nguyễn thì nó nằm trong cái thời đại đất nước, trong thời kỳ đổ nát của nền thống nhất quốc gia, tức là cái bài vừa kết thúc. Đó là các chúa Nguyễn. Nhưng về sau, hậu duệ của chúa Nguyễn là Gia Long đã lập ra một cái triều đại mới, Nguyễn Ánh ấy, đó là tức là có niên hiệu là Gia Long, thì lập ra một cái triều đại mới, đó là triều nhà Nguyễn. Tại sao ta phân biệt giữa chúa Nguyễn với nhà Nguyễn? Bởi vì chúa Nguyễn chỉ quản lý một phần lãnh thổ của đất nước từ sông Danh trở vào Nam. Còn nhà Nguyễn, khi ta nói nhà thì phải quản lý toàn bộ cái lãnh thổ quốc gia. Quốc gia lớn thì quản lý lớn, quốc gia nhỏ thì quản lý nhỏ. Ví dụ như nói nhà Lý thì cũng quản lý toàn bộ đất đai của quốc gia, nhưng lại chủ yếu là từ Quảng Bình trở ra, từ cái đèo ngang trở ra. Về sau thì nhà Lý từ năm 1069 lấy thêm toàn bộ đất Quảng Bình cộng với hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh. Nhưng cho dẫu kể cả Vĩnh Linh, Gio Linh từ đó trở ra thì nó cũng nhỏ. Có điều nhỏ thì nhỏ, nó vẫn là toàn bộ quốc gia. Ta nói nhà Trần thì đúng là cũng một triều đại đã quản lý toàn bộ diện tích quốc gia. Ở đây nói diện tích thời đấy là chủ yếu là lãnh thổ. Thì quản lý cái vùng đất mà từ cái đèo Hải Vân trở ra, tức là lấy thêm cả cái châu Ô, châu Rí đó, vào năm 1306. Thì lấy thêm cái vùng đó, đúng ra là từ cái Điện Bàn Quảng Nam trở ra, lính toàn bộ quốc gia. Nhưng mà về sau, ví dụ như thời nhà Nguyễn, thời chúa Nguyễn, thì chúa Nguyễn chỉ quản lý vùng đất từ cái sông Danh trở vào Nam. Còn từ sông Danh trở ra Bắc thì cái đó danh nghĩa là nhà Lê, nhưng thực chất là của chúa Trịnh. Còn chúa Nguyễn chỉ quản lý một phần lãnh thổ của quốc gia. Kể từ năm 1802, một triều đại mới được thành lập, đó là triều nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn sở dĩ gọi như vậy vì đã quản lý toàn bộ diện tích lãnh thổ kéo dài từ cực Bắc cho đến cực Nam. Thế thì người lập ra cái nhà Nguyễn chính là Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh là con trai thứ ba của Nguyễn Phúc Luân. Nguyễn Phúc Luân là con trai thứ ba của chúa Nguyễn Phúc Khoát. Trải một thời kỳ lâu dài chống nhau kịch liệt với Tây Sơn, thì cuối cùng Nguyễn Ánh đã thắng và lên ngôi xưng là Gia Long. Điều này tôi sẽ nói sau. Như vậy toàn bộ cái phần gọi là thuộc về cái thời đại đất nước thế kỷ 19, tức là đất nước dưới thời Nguyễn, thì nó thuộc về những cái nội dung trong thời trị vì từ Gia Long mà cho đến hết thời Tự Đức 1884. Còn sau đó thì nó thuộc về cái thời đại khác mà tôi sẽ nói sau. Thế thì cái bài này thì nó là như vậy. Tuy bài này thời gian không dài nhưng nó có khá nhiều vấn đề cần phải bận tâm, cho nên tôi sẽ lần lượt giới thiệu những vấn đề mà xã hội hiện đại vẫn còn đang bận tâm, để chúng ta thấy được quan điểm chung của giới sử học hiện nay là gì, và quan điểm đó đã được thể hiện trong các bộ chính sử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào. Chỉ vì bài này thì có mấy vấn đề, mấy cái nội dung lớn sau đây. Nội dung lớn thứ nhất là sự thành lập triều Nguyễn. Sự thành lập triều Nguyễn. Về nội dung lớn thứ nhất này có mấy vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất, sau khi Quang Trung mất, Quang Toản còn quá nhỏ tuổi. Quang Toản còn quá nhỏ tuổi. Mà nội bộ Tây Sơn thì mất đoàn kết nghiêm trọng. Nội bộ Tây Sơn lại mất đoàn kết nghiêm trọng. Cho nên Nguyễn Ánh đã lợi dụng cơ hội đó
để tổ chức phản công. Tổ chức phản công. Thì bây giờ tôi lần lượt phân tích từng vấn đề. Quang Trung mất, mất lúc nào? Quang Trung mất ngày 16 tháng 9 năm 1792, hưởng dương 39 tuổi Tây, 40 tuổi ta. Ông mất lúc đó. Thế thì xưa nay đó, quả thật là chúng ta nói Quang Trung mất vào ngày đó, không ai bàn cãi. Nhưng vì sao mất thì chưa rõ. Mỗi người có một cách đoán định, thậm chí có những người còn đổ oan cho Ngọc Hân công chúa, tức là Bắc Phương Hoàng hậu của Quang Trung, rằng chính Bắc Phương Hoàng hậu Lê Thị Ngọc Hân đã bỏ thuốc độc để giết chết Quang Trung. Bởi vì đời nó cũng độc miệng lắm chứ, miệng thế chênh lệch mà. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Giới sử học đã ra sức tìm tòi, nhưng sử học bao giờ cũng chỉ là sử học. Gần đây thì có một vị tiến sĩ y khoa rất mê sử học, đồng thời thông thạo Hán ngữ. Ông này ở Mỹ, và ông ấy đã lần từng trang ghi chép vào sử cũ, lần từng trang những tư liệu cổ, để rồi lập ra một cái bệnh án cho Quang Trung. Rất hay, lập một cái bệnh án rất chi tiết. Và ông ấy kết luận Quang Trung chết là bởi vì tai biến mạch máu và liệt nửa người. Ông còn nói rõ là liệt từ bên nào trước nữa cơ. Chi tiết chết hay. Và sau đó một thời gian ngắn thì ông qua đời. Các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà sử học, nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ ý kiến này. Rõ ràng Quang Trung đã chết vì cái bệnh tai biến mạch máu não. Cái bệnh này đó, nó ác nghiệt lắm. Nó đã cướp đi của chúng ta không biết bao nhiêu những người tài giỏi. Cướp đi nhiều lắm á. Không ít đâu. Trong số những người tài giỏi hiện đại thì cũng có nhiều người trở thành nạn nhân của cái căn bệnh này. Tôi nói ví dụ, một vị giáo sư, một học giả lừng danh, đó là cụ Chu Thiên, đi trên tàu hỏa. Hồi đó đi tàu hỏa, chẳng may té nhẹ một cái, không gây thương tích gì. Nhưng sau khi té xong, từ một nhà thông thái lừng danh, trở thành một người có vốn ngôn ngữ không bằng một đứa trẻ 5-6 tuổi. Kinh hồn. Vậy, tôi có một người quen, một vị giáo sư hiền lành, cũng là một nhà nho nữa. Ông ở trong nhà ngồi làm việc cái bàn, cái cửa sổ. Sáng dậy, bạn bè đi ngang rủ đi tập thể dục, chào ông không trả lời, hỏi ông cũng không nói. Chỉ là bạn bè tức mình nói rằng cái đồ khinh người. Nhưng có biết đâu ông ấy ngồi đó mà kỳ thực đã bị tai biến mạch máu não. Rồi sau đó chữa mãi, tuy là có dậy đi lại được, nhưng không thể làm việc được nữa. Đó là một cái thiệt thòi. Có một vị giáo sư rất lừng danh, người nhỏ thó, một người mà giỏi cả khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội, và được coi là người biết nhiều ngoại ngữ nhất của thế giới trong thế kỷ 20. Bởi vì nhiều người biết số lượng ngoại ngữ hơn, nhưng biết cỡ ông đó thì lại là khác. Có thể biết tiếng Mông Cổ, thời Trung Cổ phát âm thế nào nữa cơ. Giỏi cỡ đó. Nhưng rồi cũng bị tai biến mạch máu não, và bây giờ không làm được cái gì nữa. Cái số người bị căn bệnh này hơi nhiều. Hóa ra giỏi cũng sợ lắm. Giỏi cũng sợ lắm. Cho nên là thôi, lèng phèng có khi lại hay. Có khi lại hay. Thì đấy là những nhân vật đặc biệt. Thì Quang Trung là bị cái này. Và cái bệnh án của ông ấy là cực kỳ chi tiết, viết rất dày, phân tích từng chữ một. Và từ đó đi đến cái kết luận rất rõ, chứ không phải là nói vui vui đâu.
để thuyết phục được các nhà khoa học uyên thâm ở trong cũng như ngoài nước không phải đơn giản. Và ông này đã thuyết phục được. Thì đấy là nói về Quang Trung. Quang Trung mất năm đó mới 39 tuổi. Một cuộc đời chỉ có 39 tuổi xuân, nhưng Quang Trung đã có trên 22 năm tả xung hữu đột, trên 22 năm đánh Nam dẹp Bắc, trên 22 năm Quang Trung chỉ có tiến chứ chưa hề lùi, dù chỉ là lùi một bước ngắn. Trên 22 năm Quang Trung chỉ có thắng chứ chưa hề bại, dù chỉ là bại một trận nhỏ. Con người ấy ra đi để lại cả một sự nghiệp lớn đang dở dang, để lại niềm thương tiếc khôn nguôi cho nhân dân cả nước. Đây là nhân vật đặc biệt. Tất nhiên có nhiều người tiếc nuối và cứ nói rằng giá thử Quang Trung quản còn sống. Tất nhiên thương tiếc thì nói vậy, nhưng với lịch sử không thể nói giá thử được. Không thể nói được. Bởi vì giá thử chẳng biết đến đâu cho nó tận cùng. Cho nên thương tiếc thì cứ thương tiếc, nhưng đừng giá thử. Với lịch sử chỉ có thực tế chứ không có giá thử được. Nó là như thế. À, bởi vì nó lạ lắm. Thông thái như Newton, tác giả của cái định luật vạn vật hấp dẫn, ai cũng mê, ai cũng phục. Nhưng mà hỏi thế, lúc đầu tại sao vạn vật lại có thể hấp dẫn? Ông trả lời rằng có lẽ là do Chúa hích cho một cái. Thì đó là Newton. Thì đâu phải ai cũng tin được ông Newton trong câu trả lời đó. Nhưng mà rõ ràng đừng có giá thử. Bởi vì người ta nghiên cứu tới đâu, ta biết tới đó thôi. Đừng có suy luận thêm. Thì đó là Quang Trung chết lúc còn nhỏ. Sau đó, nội bộ Tây Sơn mất đoàn kết nghiêm trọng. Điều này thì rõ. Trong nội bộ Tây Sơn thì có ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ là ba nhân vật chủ chốt. Nguyễn Lữ là người xuất thân tu hành, ông tu theo đạo Mani. Mani là một nhánh của đạo Islam trong người Chăm. Và ông ấy đi tu, và vì đi tu cho nên hiền lành. Nói chung các bậc tu hành đều rất hiền lành. À, nói chung là như thế. Nhân từ hiền lành, dễ thương lắm. Nhưng nhân từ với ai chứ với kẻ thù thì không được. Biết làm sao được. Cuối cùng thì ông ấy đã chết trong lặng lẽ vào năm 1787. Tức là trong ba anh em thì em út chết đầu tiên. Tôi nói em út là bởi vì có nhiều tài liệu nhầm tưởng là Nguyễn Lữ là anh của Nguyễn Huệ. Không phải. Nguyễn Nhạc còn có tên là ông Hai Trầu. Ông này từng đi buôn trầu không mà. Và ông là con trưởng nhưng gọi là anh Hai. Ông Hai. Ông Hai Trầu. Nguyễn Huệ còn có tên là ông Ba Thơm. Ông này còn có tên là Hồ Thơm mà. Cho nên tôi gọi là anh Ba Thơm. Còn Nguyễn Lữ thì gọi là thầy Tư Lữ. Bản thân cái thế thứ đó đã khẳng định ai anh, ai em. Khi đó là Nguyễn Lữ thì mất. Còn lại Nguyễn Nhạc với Nguyễn Huệ. Nguyễn Nhạc là người có công đầu tiên trong quá trình chuẩn bị. Nguyễn Nhạc là người có công cực lớn trong giai đoạn đầu của khởi nghĩa Tây Sơn. Công lao ấy không ai quên và cũng không ai phủ nhận. Nhưng sau giai đoạn đầu, Nguyễn Nhạc bắt đầu tự mãn. Và chính cái tư tưởng tự mãn đó khiến cho ông cầu an. Và chính tự mãn và cầu an đã khiến cho ông trở nên hẹp hòi. Ông ấy đã không bằng lòng với Nguyễn Huệ. Bởi Nguyễn Huệ là người bừng bừng khí thế, đánh Nam, dẹp Bắc, đánh đâu thắng đó. Công lao là rất lớn. Cho nên ông sợ là ông em sẽ vượt mình. Đây là nỗi sợ hãi rất đáng trách. Tôi nghĩ rằng ở đời khó nhất là thấy người khác tài hơn mình, và khó hơn nữa là tôn vinh cái tài của người khác. Trong Cửu Huyền của nhà Nho thì có cái tôn hiền, đề cao người giỏi. Tưởng hai chữ đó dễ thực hiện, nhưng quả thật suốt một đời chưa chắc nhà Nho đã có thể tôn hiền được. Và ngày nay cũng vậy, suốt một đời chưa chắc người ta đã có thể tôn vinh cái tài giỏi của người khác. Nếu như người đó xa xa lạ lạ, người ta có thể, nhưng người đó ở bên cạnh mình thì không bao giờ chấp nhận. Đó là cái điều hơi kỳ lạ. Chứ gì, ông Nguyễn Nhạc
ở cạnh ông Nguyễn Huệ và thấy Nguyễn Huệ công lao lớn quá, tiếng tăm lừng lẫy quá, cho nên Nguyễn Nhạc đã bắt đầu, lúc đầu là dè dặt, sau đó rồi thì bực tức, và cuối cùng thì công khai tìm cách hạn chế cái ảnh hưởng của Nguyễn Huệ. Ghê gớm lắm. Tôi nói ví dụ, khi mà đánh quân Xiêm do Nguyễn Ánh rước về, thì chính Nguyễn Nhạc giao cho Nguyễn Huệ đi đánh. Chẳng dè Nguyễn Huệ đánh nhanh quá, thắng lừng lẫy quá, Nguyễn Nhạc bắt đầu lo. Đến khi mà nhân đà thắng lợi đó, Nguyễn Huệ về và quyết tâm đánh thẳng vào Phú Xuân, tức là khu vực Huế ngày nay, nơi có 30,000 quân Trịnh đang trú ngụ tại đấy. Nguyễn Nhạc không bằng lòng, bởi vì em vừa thắng lớn quá, bây giờ đánh trận này nữa thì uy danh của em sẽ vượt trội hơn hẳn. Đó là chưa nói rằng em thắng không nói làm gì, nếu em thua thì từ Phú Xuân vào đến chỗ Bình Định nào có bao xa. Cái cơ ngơi quyền lực của Nguyễn Nhạc bị đe dọa, cho nên Nguyễn Nhạc đã ra sức ngăn cản, nhưng mà không ngăn cản được. Làm sao có thể ngăn cản, chờ đấy, làm sao có thể ngăn cản được bước tiến của Nguyễn Huệ. Đánh thắng 30,000 quân Trịnh ở Phú Xuân, Nguyễn Huệ đã thẳng tiến ra Bắc. Đến đây thì Nguyễn Nhạc chịu hết nổi, và Nguyễn Nhạc đã có cái động thái hết sức đáng chê trách, đó là tìm cách để cưỡng ép, cưỡng dâm đối với vợ của Nguyễn Huệ. Đó là vô đạo, đó là vô luân, đó là điều không ai có thể chấp nhận được. Đành rằng thuở xưa trai làm nên năm thê bảy thiếp, đành rằng thuở xưa là một người ở địa vị cao có thể cưới không biết bao nhiêu những người phụ nữ khác, nhưng điều ấy không có nghĩa là có thể dâm loạn theo kiểu của Nguyễn Nhạc. Và đây không phải đơn giản là dâm loạn, mà là thông qua dâm loạn để rồi tìm cách ngăn cản bước chân của Nguyễn Huệ. Đó là điều không được phép. Nhưng kể cả điều đó cũng không cản được bước chân của Nguyễn Huệ, cho nên Nguyễn Nhạc đã chạy thẳng ra Bắc. Nhưng ra đến nơi rồi, việc đầu tiên là đòi chiến lợi phẩm. Quả thật tầm nhìn của ông anh thấp quá. Từ đó hai anh em mâu thuẫn, lúc đầu chỉ là mâu thuẫn, sau đó là xung đột. Và điều đáng nói là xung đột vũ trang. Nguyễn Huệ mà đánh quân Xiêm đó, kể cả chuẩn bị nữa thì hơn, nhưng đánh chỉ có hơn một ngày thôi. Chuẩn bị nữa thì khoảng một tháng, đánh chỉ hơn một ngày. Nguyễn Huệ mà đánh quân xâm lược Mán Thanh do Lê Chiêu Thống rước về, kể cả chuẩn bị nữa là hơn một tháng, nhưng thực đánh chỉ có hơn năm ngày. Xong cũng chính Nguyễn Huệ đem quân đánh ông Nguyễn Nhạc liên tục trong 3 tháng trời. Nghĩa là tình hình không đơn giản đâu. Đến phút chót, Nguyễn Nhạc phải đứng trên thành cúi xuống mà than rằng: em ơi, chúng ta cùng một mẹ sinh ra, thì bây giờ mới thôi. Nhưng đừng nghĩ rằng tình mẫu tử trong con người Nguyễn Nhạc là lớn mạnh. Cũng đừng nghĩ rằng tới đây đấy, thì nhân từ của Nguyễn Huệ bỗng dưng nó trỗi dậy lấn át tất cả. Cái chính là chỗ cuộc chiến tranh tới đó đủ để cảnh cáo nhau, đủ để làm cho nhau nó không còn giữ được cái ý đồ ban đầu nữa. Tình hình rất là căng thẳng. Nhưng rồi sau đó, từ căng thẳng của Nguyễn Nhạc, tức là Trung ương Hoàng đế, với Nguyễn Huệ, tức là quan trung Hoàng đế, dẫn tới sự xung đột của các quan lại cao cấp, tướng lĩnh cao cấp, cuộc chém giết nội bộ khủng khiếp lắm. Chúng ta cần lưu ý rằng binh hùng tướng mạnh của đối phương chưa dễ đã nguy hiểm bằng một kẻ phản bội ở ngay bên cạnh chúng ta. Và đây là cái bài học lớn.
Thế rồi ngày 16 tháng 9 năm 1792, Nguyễn Nhạc đã, Nguyễn Huệ đã qua đời. Nguyễn Nhạc tưởng được thở phào nhẹ nhõm, nhưng không. Bây giờ, Nguyễn Ánh đã tấn công tới tấp vào cái địa hạt của Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc đỡ không nổi, mũi mặt lắm cũng đành về ra cầu cứu Quang Toản, là con của Quang Trung. Quang Toản lập tức cho binh hùng tướng mạnh đi đánh Nguyễn Ánh, nhưng đánh tới đâu thì chiếm đất của ông bác ruột yêu quý tới đó. Nguyễn Nhạc tức quá, học máu ra mà chết. Tức đến học máu mà chết chính là Nguyễn Nhạc ấy. Dạ thưa, chết như vậy buồn lắm. Tôi cũng đã được chứng kiến không phải một mà ba trường hợp hiện đại chỉ vì tranh giành quyền lực không được mà tức đến học máu ra chết. Buồn quá, quyền lực đối với họ quan trọng đến thế hay sao? Mà có quyền gì đâu ạ, vừa vừa thôi. Loại đó là loại quyền rơm và đá thì có. Cho nên tiếc lắm, hãy làm sao đó tập cho mình sống thanh thản với đời. Điều này không dễ đâu. Có tiền, người ta có thể mua được tất cả, kể cả chức tổng thống, nhưng sẽ không bao giờ mua được một là sức khỏe. Có người trong bụng mẹ chui ra đã bị khuyết tật rồi, có đến cả kho vàng cũng không thể nào làm cho như người bình thường được. Hai, đó là tình yêu. Cái này các thầy không để ý, nhưng tình yêu không mua được đâu. Và thứ ba, đó là sự thanh thản của cõi lòng. Nếu được sống thanh thản, họ khác hẳn những người bình thường khác. Tranh giành nhau làm gì vậy? Tranh giành nhau mà được ư? Quang Toản chỉ được đất trong nhất thời, nhưng lại mất đi toàn bộ cái uy tín, và quan trọng hơn, mất đi chính một phần thực lực của mình, để rồi sau đó bị Nguyễn Ánh đánh cho tơi bời. Thì đó là nội bộ Tây Sơn mất đoàn kết nghiêm trọng, và dựa vào cái cơ sở đó, cái điều kiện đó, thì Nguyễn Ánh đã tổ chức phản công. Bây giờ, vấn đề thứ hai, quá trình phản công của Nguyễn Ánh có thể tóm tắt qua mấy sự kiện lớn sau đây. Cái quá trình phản công của Nguyễn Ánh thì chúng ta có thể tóm tắt qua mấy sự kiện lớn sau đây. Sự kiện thứ nhất là năm 1790. Năm đó, Nguyễn Ánh đã biến gia đình thành sào huyệt kiên cố của mình. Thực ra Nguyễn Ánh đã chiếm được gia đình từ trước, chứ không phải lúc đó mới chiếm đâu. À không, ra cái này có tốt nè. Bởi vì tôi đứng ở đây, chứ không phải tại nó rè đâu. Thực ra Nguyễn Ánh đã chiếm được cái đất gia đình từ trước, nhưng chiếm được mới biến thành một cái khu căn cứ vững chắc thì phải đợi một thời gian. Năm 1790 thì thực sự Nguyễn Ánh mới biến gia đình thành cái khu gọi là cái chỗ dựa quan trọng, cái căn cứ quan trọng vững chắc của mình. Thì đó là cái sự kiện thứ nhất. Sự kiện thứ hai là năm 1799. À, 1799. Năm đó Nguyễn Ánh đã chiếm được phủ Quy Nhơn. Tôi muốn nói lại trở lại một chút. Chiếm được gia đình tức là chiếm được toàn bộ đất đai do Nguyễn Lữ quản lý. Nguyễn Lữ mất từ trước rồi, 1797, nhưng chính quyền ở 87, 1787, nhưng mà chính quyền Nguyễn Lữ vẫn còn. Bây giờ Nguyễn Ánh tiến ra và chiếm được cái phủ Quy Nhơn, nghĩa là chiếm được toàn bộ cái trung tâm, cũng là toàn bộ cái đất đai trước của Nguyễn Nhạc, sau đó của con Nguyễn Nhạc. Chiếm được cái này, đánh cái Quy Nhơn này khó lắm. Nguyễn Ánh đã phải mất đi những vị tướng giỏi, những văn thần giỏi, ví dụ như là Võ Tánh, rồi Ngô Tùng Châu. Tuy nhiên mà điều đáng nói là cuối cùng
Nguyên Ánh đã chiếm được. Nguyên Ánh chiếm được và Nguyên Ánh đã cho đổi Quy Nhơn, phủ Quy Nhơn thành đã Bình Định, ta quen gọi là Bình Định kể từ đó. Bình Định nghĩa là đánh dẹp, ở đây là Nguyên Ánh đánh dẹp Tây Sơn. Đây chính là cái chỗ đau khổ cho đồng bào Bình Định này. Vì sao vậy? Cái tên Bình Định có từ năm 1799 đến bây giờ là một tên gọi lịch sử, tên gọi thân thuộc, tên gọi gắn bó. Nhưng nếu như mà ca ngợi Tây Sơn thì vướng phải cái tên này. Đây là cái nơi thắng lợi đánh dẹp của Nguyễn Ánh. Mà ca ngợi Nguyễn Ánh thì trước đây bị coi là ca ngợi cái triều đại mà tệ hại. Tất nhiên hồi đó là như vậy. Đó là chưa nói rằng đây cũng là đất kinh đô của người Chăm. Còn lại ở đấy không biết bao nhiêu là dấu tích văn hóa của người Chăm. Đây cũng là cái nơi gắn liền với sự hình thành, phát triển của Tây Sơn, nơi trú ngụ của chính quyền Trung ương Hoàng đế. Đây là nơi mà Nguyễn Ánh xây dựng chính quyền mới. Cho nên bây giờ cái gì cũng lịch sử, cái gì cũng văn hóa, nhưng cái này chọi về cái kia. Khó khăn cho Bình Định, đến Bình Định hãy thông cảm với họ. Cho nên đến đó đừng có thét mét, đừng có thét mét, dù tình hình nó căng thẳng nhưng mà không nên thét mét. Thế thì đấy là cái Bình Định chiếm được cái vùng đó. Ta ra đây cũng sẽ thấy nhiều cái di tích rất là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng. Không biết các thầy đã tới thành Hoàng Đế chưa? Chưa, vâng, cố gắng tới một tí. Thành này đó thì nó ở cái tỉnh Bình Định. Và rất là nổi tiếng với nhiều cái khối di tích khác nhau. Khối di tích khác nhau. Bình Định đặc biệt lắm. Và dân Bình Định cũng nổi tiếng. Vừa rồi thì họ mới kỷ niệm cái nhân vật Lê Đại Cang. Lê Đại Cang là cũng cái nhân vật đặc biệt của Bình Định. Tôi có tham dự cái cuộc hội thảo về Lê Đại Cang. Thì Lê Đại Cang, đại thần là ông ấy, tướng cao cấp cũng là ông ấy, mà từng bị kỷ luật làm cái lính đi khiêng võng cho người khác cũng là ông. Và cái đền thờ của ông ấy, thì dân Bình Định rất hay, thờ là thờ cái đòn gánh võng của ông ấy, chứ không là thờ cái kiểu ông ngồi đi làm quan đâu. Bởi vì dù ở địa vị cao nhất hay địa vị thấp nhất, Lê Đại Cang vẫn là Lê Đại Cang, một người nhân từ, khẳng khái và sống đầy trách nhiệm. Tôi có đề nghị với Bình Định là bây giờ có đền thờ Lê Đại Cang, nên sửa sang cái đường vào đó cho nó tử tế để khách du lịch còn tới viếng, và nên đặt con đường đó là đường Lê Đại Cang. Thì cả cái dòng họ Lê Đại Cang và nhân dân địa phương rất là phấn khởi. Chính vì thế mà họ nhồi tôi ăn nem ở đấy liên tục. Nem ăn ché, mặc dù tôi ăn cái đó cũng không phải là khá, tôi ăn cái gì chút chút rồi. Nhưng mà họ cứ nghĩ rằng là tắc là tôi còn người cũng mảnh mai thon thả có thể ăn được. Nhưng mà kỳ thực thì không. Thì đó là sự kiện thứ hai. Sự kiện thứ ba là năm 1801. Năm đó thì Nguyễn Ánh đã chiếm lại được Phú Xuân. Mà chiếm được Phú Xuân tức là chiếm được thủ phủ của chính quyền Quang Toàn. Từ đây vấn đề vận mệnh của Tây Sơn sẽ bị định đoạt không lâu nữa. Năm 1801 đã chiếm được Phú Xuân. Và từ đây thì kể như là Nguyễn Ánh đã nắm được phần thắng chắc chắn ở trong tay rồi. Không có gì phải bận tâm lắm nữa. Và sự kiện cuối cùng là năm 1802. 1802 thì Nguyễn Ánh đã chiếm lại được toàn cõi nước ta. Toàn cõi nước ta. Rồi Nguyễn Ánh đã lên ngôi, đặt niên hiệu là Gia Long. Và Triều Nguyễn chính
chính thức được dựng lên kể từ đó. Xin phép được hỏi cả lớp chúng ta, lấy niên hiệu Gia Long, Gia là gì ạ? Long là gì ạ? Tôi biết sẽ trả lời như vậy, thế mới hỏi. Gia không hề là nhà, Long cũng không hề là rồng. Không, mà Gia Long chỉ có nghĩa là phúc đức bền lâu, phúc tổ dày dặn, phúc đức bền lâu. À, chứ không phải chữ Gia là nhà đâu. Gia. À, còn chữ Long, Long là phúc tổ á. À, mà tôi làm biếng viết đúng không? À, thế thì mà có điều các thầy đều là những nhà Hán học lừng danh. À, cho nên là thôi. À, không ai dạy gì chở củi về rừng. Thì đó là nhà Nguyễn đã được thành lập. Và đó là cái một vấn đề lớn thứ nhất. Vấn đề lớn thứ hai là những chính sách buổi đầu của nhà Nguyễn. Trên những chính sách buổi đầu của nhà Nguyễn thì có mấy cái chính sách lớn sau đây. Thứ nhất là về chính trị. Về chính trị thì nhà Nguyễn đã làm gì? Một, nhà Nguyễn đã thiết lập một bộ máy nhà nước bao trùm lên toàn cõi Việt Nam. Đây là cái nhà nước quản lý lớn, đất đai lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, trên toàn cõi Việt Nam. Đây là cái bộ máy nhà nước tổ chức theo lối tập quyền, đứng đầu là hoàng đế, là như vậy. Đó là cái chủ trương thứ nhất về mặt chính trị. Cái chính sách thứ hai về mặt chính trị là nhà Nguyễn đã đặt quốc hiệu mới. À, quốc hiệu mới, nhà Nguyễn xin đặt là Nam Việt. Tại sao phải xin đặt? Ta ở cạnh Mãn Thanh, mà Mãn Thanh là thiên triều, ta muốn có quốc hiệu thì phải được thiên triều chấp thuận, trên phải xin đặt, đó là Nam Việt. Từ tháng 2 năm 1802 đi tháng 4 năm 1802, từ tháng 2. Nhưng mà sứ giả đi là tháng 4 năm 1802. Có điều lúc này đứng đầu triều đình Mãn Thanh là hoàng đế Gia Khánh. Nó ngâm mãi đó, nó không cho. Đến tháng 6 năm 1804, tức là hơn 2 năm sau nó mới cho. Nhưng nó đổi từ Nam Việt thành ra Việt Nam. Ta có quốc hiệu Việt Nam kể từ đó. Với những người mà ít hiểu biết thì cứ nghĩ rằng Mãn Thanh nó đổi một lần, vì từ Việt Nam, Nam Việt ra Việt Nam. Nhưng không, thực chất là nó đổi đến hai nội dung, hai lần trong một cái quốc hiệu. À, cái này làm biếng không được. À, lúc đầu thì ta xin đặt là Nam Việt, nhưng mà Mãn Thanh, Gia Khánh nó bắt đổi thành Việt Nam. Ta tưởng Nam Việt ra Việt Nam là một lần đổi, nhưng kỳ thực là không. Chữ Việt này với chữ Việt này, hai chữ hoàn toàn khác nhau. Chữ Việt này là chỉ người Việt, nước Việt, Đại Việt là đây này. Đại Cổ Việt, Đại Việt là đây này. Nhưng mà nó bắt đổi thành chữ Việt. Việt này có nghĩa là chạy, là càng. Ví dụ như ta nói chạy Việt giả đó, chứ giả, Việt giả, hay là càng, càng ngày càng lớn, duệ lại duệ ta, càng ngày càng lớn. Nhưng cái chữ Việt này nay không còn trong từ điển nữa, bởi vậy nhiều người tưởng chỉ có cái chữ Việt này, rồi bắt đầu tán tỉnh rằng người trở dĩ Việt là chữ này bởi người Việt chúng ta, Việt tộc chúng ta chạy từ phương Bắc xuống, và cái gốc là Việt Câu Tiến. No, chữ Việt là Việt Câu Tiến. Chữ Việt này này nó có nhiều, nó hàng chục cái chữ Việt lắm. Chữ Việt Câu Tiến có nghĩa là cái bóng mát của cái lùm cây như cái đường ống này này. Tán tỉnh, người Việt tay tán tỉnh là như thế.
Mà cái hiện tượng tán tỉnh này là bây giờ cũng nhiều lắm. Chứ thì nó bắt đổi và đổi hai lần. Từ Nam Việt ra Việt Nam và đổi hẳn cái chữ Việt. À, tôi muốn nói rằng hai tiếng Việt Nam như vậy là hai chữ bố thí. Chữ là chữ bố thí. Nhưng điều đó không quan trọng. Không một ai trong tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái tên khai sinh của mình. Không ai mới đẻ mà đòi đặt tên cho mình trơn. Đó là cha mẹ đặt mà. Ta không chịu trách nhiệm về tên gọi của mình. Nhưng ta phải chịu trách nhiệm về lý lịch cuộc đời của mình. Nên hư tốt xấu, cao sang hay thấp hèn đều hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Chẳng phải là đặt tên con là Lê Thị Hoa Hậu, thế là thành ra Hoa Hậu. Không có đâu. Biết đâu nó lại mũi tẹt, mắt lồi thì sao? Đặt tên là nhà Lê Thị Bé Tí, biết đâu nó trở thành chân dài thì sao? Đặt tên là Lê Thị Xuất, cuối cùng nó thành Hoa Hậu thì sao? Cái đó không được. Cái tên gọi là do cha mẹ đặt, chúng ta không có chịu trách nhiệm. Nhưng chúng ta chịu trách nhiệm về lý lịch cuộc đời của mình. Hơn 200 năm qua, cả dân tộc chúng ta bằng xương máu, trí tuệ, tài sản đã chứng minh cho thế giới biết rằng hai tiếng Việt Nam đồng nghĩa với ngoan cường, đồng nghĩa với ý chí quật cường, đồng nghĩa với hy sinh gian khổ, đồng nghĩa với chiến thắng vẻ vang. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó. Và bây giờ thì ta vẫn giữ cái hai tiếng Việt Nam đấy thôi. Và chúng ta hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu mà nói rằng ôi thiêng liêng hai tiếng Việt Nam. Không có gì phải lo. Thì đó là cái quốc hiệu. Cái chính sách thứ ba mà nhà Nguyễn đã đặt ra, đó là nhà Nguyễn đã định đô tại Huế. Thực chất chữ Huế là nói, do nói tại chữ Hóa mà ra. Hoa thì nói thành Huế, Hóa thì nói thành Huế, đơn giản vậy thôi. Tại sao lại định đô tại đây? Bởi vì các đời chúa Nguyễn, tiên tổ của nhà Nguyễn đã đặt trị sở tại đây, Phú Xuân cũ đấy. Phú Xuân trở thành một bộ phận của Huế. Huế nó lớn hơn Phú Xuân nhiều. Thế bây giờ đó là kế tục cái nơi đặt trị sở của tổ tiên. Nhưng đồng thời nhà Nguyễn cũng muốn gắn bó triều đại mình với cơ sở xã hội đã được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. Đó là chưa nói nhà Nguyễn cũng muốn xác định Huế phải là trung tâm của cả nước. Thực ra cách xác định trung tâm này chưa ổn. Bởi vì trung tâm không phải là ở giữa cái đất nước. Mà nói ở giữa thì Huế cũng chưa phải là giữa đâu. Chưa đâu. Mà trung tâm còn phải là cái đất, cái vùng xứng đáng là cái nơi hội tụ của đời sống chính trị, đời sống kinh tế và đời sống văn hóa. Kinh tế, văn hóa thì Huế chưa thể đảm đương được. Cho nên cho dẫu là xác định kinh đô tại đây thì vị trí của Thăng Long vẫn không hề bị mai một. Mặc dù chữ Thăng Long trước đó thì chữ Long đấy đó có nghĩa là rồng. Nhà Nguyễn đổi lại chữ Long đó là Phúc Tổ. Có đổi cái chữ Long đi chăng nữa thì vị trí Thăng Long cũng không phải vì thế mà mai một. Thì đấy là xác định cái kinh đô mới.
Ngày nay chúng ta biết Huế chỉ là thành phố trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, một thành phố nhỏ thôi. Người ta tổ chức những cái ngày hội du lịch ở đây liên tục, nhưng mà càng tổ chức thì vật giá càng leo thang. Chợ Huế cũng không nhờ thế mà phát triển gấp bội được. Chưa? Thì đấy là Huế. Huế là nơi rất đặc biệt, có những cái món ăn rất là cầu kỳ. Nổi cái uống trà không thôi đã là quá cầu kỳ. Tôi vừa được người ta tặng cho 2 cái gói trà, đủ để pha 2 ấm thôi. 2 ấm thôi. Đó là trà sen. Nhưng trà này tính ra đến 10 mấy triệu 1 kg lận. 10 mấy triệu lận. Chứ không có ít đâu. 10 mấy gần 20 triệu. Cực kỳ cầu kỳ. Họ chế hay lắm. Hóa ra làm hoàng đế uống trà ngon hơn làm thường dân. Kết luận là như thế. Có người đặc biệt chẳng là. Tôi tự vì người ta thương, ta tặng tôi chơi về thôi. Chứ tôi có biết uống nghiện trà là không biết uống trà. Vậy tôi trà nào như trà nào, có thế thôi. Vậy thôi. Thấy ngày nào rồi cũng, tháng nào cũng vậy, người ta đưa đến là tặng trà cho tôi, toàn là trà ô long. Rốt cuộc rồi tôi mở trà ô long các thứ tôi xem thì đúng là trà ô hợp. Chứ không phải ô long, là đủ thứ. Bây giờ mới xem là ô long cũng lôi thôi lắm rồi. Như vậy. Ăn uống cầu kỳ. Có lần tôi với nhà tôi đi ra Huế, thì người ta tổ chức chiêu đãi ở trong đại nội, cái dạ tiệc ở trong đó, nhưng tôi với nhà tôi từ chối không vô, mà đi tìm đến một cái nhà hàng đặc biệt yêu cầu là cho tôi với nhà tôi ăn giống như hoàng đế ăn cơm với hoàng hậu, từ cái bàn, cái ghế đến món ăn, tất tất mọi thứ, để ra đấy thử xem, thì mới biết được. Chẳng phải tôi làm gì mà tôi cần biết hoàng đế ăn như thế nào, để tôi còn nói cho sinh viên biết đấy mà. Là như vậy thôi chứ chẳng phải cái mục đích gì hết trơn ấy. Thế. Thế thì ví dụ như là thế nào gọi là món nem công, thế nào gọi là món chả phượng. Mới một món ăn thì luôn luôn có 6 người phục vụ. Họ chỉ cho chúng tôi từng chi tiết một, để tôi biết là hoàng đế thủa chưa ăn như thế nào. Kết luận là hoàng đế ăn ngon hơn thường dân. Như thế thôi. Không có gì hết. Tôi toàn những kết luận khoa học không là chính xác, bảo đảm không sai được. Tôi dám thề là không sai, hoàng đế ăn ngon hơn. Như thế. Đây là nơi nấu rất là cầu kỳ, đặc biệt cầu kỳ. Tôi có đọc những cái sách về hoàng tru, tức là cái bếp của nhà vua đó, thì tôi thấy là các cái món ăn đặc biệt lắm. Họ chế biến cực kỳ công phu. Chế. Thì đấy là cái Huế. Nhưng mà chỉ được cái phục vụ cho quý tộc thôi. Chứ còn ngoài ra cũng không có gì khác lắm đâu. Thì xác định kinh đô tại đấy. Vấn đề tiếp theo về chính trị là nhà Nguyễn đã sử dụng cái triết lý của nhà Nho để làm cái tư tưởng trị nước. Triết lý của nhà Nho để làm tư tưởng trị nước, mà đặc biệt là cho biên soạn luật Gia Long. Cái luật Gia Long. Luật Gia Long thực chất là bộ luật phản ánh một cách đầy đủ và rõ ràng cái triết lý trị nước của nhà Nho. Nhưng mà điều đáng tiếc là gì? 2 cha con mà chịu trách nhiệm biên soạn bộ luật này thì đã bị xử tử đầu tiên cũng bởi chính bộ luật ấy. Nó hơi đặc biệt. Đọc những cái chuyện ở đây thấy nó ngộ lắm. Là như vậy. Thì đó là bộ luật Gia Long. Thực ra đó là quốc triều luật lệ. Nhưng mà vì biên soạn dưới thời Gia Long nên ta quen gọi đó là luật Gia Long. Là như thế. Thì đó là cái chính sách buổi đầu của nhà Nguyễn. Cái nội dung lớn thứ 3 là
kinh tế và văn hóa dưới thầy Nguyễn. Kinh tế và văn hóa dưới thầy Nguyễn thì như thế nào? Trước hết là về kinh tế. Về kinh tế đó, nhà Nguyễn đã rất chăm lo đến phát triển nông nghiệp. Và nhà Nguyễn thành công nhất là ở tổ chức khẩn hoang. Có rất nhiều những nhà khẩn hoang xuất sắc đã ra đời trong thời kỳ này. Ví dụ như là Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Thoại, rồi một loạt những người thực hiện chính sách của Nguyễn Tri Phương, trong đó có Trương Cầm và con là Trương Định ở phía Nam. Rồi ví dụ như là Nguyễn Công Trứ, người đã lập ra hai huyện và hai tổng ở ngoài Bắc. Khẩn hoang là rất giỏi. Tuy nhiên, trong nông nghiệp, nhà Nguyễn tỏ ra lúng túng về chính sách đê điều. Lúng túng, khi thì chủ trương là phải đắp, khi thì chủ trương là không. Tại sao vậy? Bởi vì nhà Nguyễn không phải là những người sinh ra ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ, cho nên hiểu về tri thủy ở Bắc Bộ không được như người Bắc Bộ, mà không biết triệt để sử dụng nhân tài ở vùng này, cho nên tỏ ra lúng túng, rất lúng túng. Thực ra sự lúng túng đó cũng dễ hiểu thôi, ngày nay đã hết đâu. Nam Bộ ngày xưa làm gì có lụt, nhưng vì ta làm cái đê bao rất hay, làm đê bao che được chỗ này nó chảy chỗ khác, cho nên kể cả cái vùng cao nó vẫn cứ ngập như thường. Đó là cái trình độ lụt học nó rất là cao. Thì đó là cái nông nghiệp. Trong kinh tế, nhà Nguyễn cũng chăm lo tới sản xuất thủ công nghiệp. Nhiều làng nghề xuất sắc đã phát triển trong giai đoạn này, như gốm Thổ Hà, như gạch Bát Tràng, rồi như là cái làng dệt, làng chiếu, làng ngói, vân vân, nhiều lắm. Các cái làng thủ công đã nối nhau xuất hiện và phát triển. Tuy nhiên, đối với buôn bán thì nhà Nguyễn có chính sách tương đối khác biệt. Nội thương phát triển nhưng ngoại thương thì không. Nội thương phát triển đến mức mà thị trường cả nước đã bước đầu hình thành. Người ta có thể đi từ Bắc vào Nam, đi từ địa phương này sang địa phương khác. Làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng tầng. Phải đi như vậy chứ. Thị trường cả nước đã bước đầu hình thành, nhưng mà ngoại thương thì không có phát triển lắm. Chỉ giới hạn trong một số phạm vi và một số địa phương nhất định. Thì đó là về kinh tế. Về văn hóa thì nhà Nguyễn đã làm gì? Một, nhà Nguyễn đã phục hưng Nho giáo. Tại sao là phục hưng? Bởi vì trước đó Nho giáo đã sụp đổ một cách thảm hại, cho nên bây giờ khôi phục trở lại và cho phát triển lên, cho nên gọi đó là phục hưng. Nhà Nguyễn đã tổ chức rất nhiều khoa thi. Khoa thi đầu tiên là năm 1807, khoa thi cuối cùng là năm 1919. Đó là đại khoa, còn thi hương là chấm dứt năm 1918. Tổ chức thi liên tục. Nhà Nguyễn không lấy học vị trạng nguyên, nhưng mà đổi trạng nguyên thành đình nguyên. Trên ai đó mà đỗ đình nguyên dưới thời nhà Nguyễn, tức là đã đỗ trạng nguyên. Có cụ tổ bên ngoài của tôi là Phan Đình Phùng đã đỗ đình nguyên, người nổi tiếng học dốt,
chính là người Đỗ Trạng Nguyên. Vì sao vậy? Đi học mà học dốt quá mà, thầy đánh cho tơi bời. Có hôm bị thầy đánh đau quá, Phan Đình Vùng bực mình đứng dậy nói rằng, tôi sẽ đỗ Đình Nguyên mới thôi. Thầy ôm bụng cười, cả lớp ôm bụng cười. Chẳng dè, ông về ông quyết chí ông học và cuối cùng đỗ Đình Nguyên thật. Cho nên đôi khi đòn roi cũng có những giá trị tích cực của đòn roi. À, thế chứ không phải thường. Tôi có ông thầy dạy chữ. Ông nói rằng phải đánh cho vỡ cái bọc ngu ra. Cụ nói như vậy, cụ là cụ tiến sĩ mà, cụ hay đánh học trò. Cụ nói phải đánh cho vỡ cái bọc ngu ra. Thì đó là ngày xưa hay đánh học trò, chuyện bình thường. Thì Phục Hưng Nho Học, nhà Nguyễn đã không gọi là Hiếu Liêm mà đổi gọi là Cử Nhân, không gọi là Sinh Đồ nữa mà đổi gọi là Tú Tài. Cho nên cũng có một số những cái chấn chỉnh đối với Nho Học. Thì liên tục như vậy. Và cụ thân sinh của tôi là người đỗ khoa thi Nho Học cuối cùng của Việt Nam. Cụ thân sinh của tôi chỉ đỗ thôi. Và thân sinh của giáo sư Lê Xuân Diệm là đỗ thủ khoa. À, đỗ thủ khoa. Lúc đó thì trường Thanh Hóa và trường Nghệ An cùng thi chung. Thì nhưng mà khi mà gọi là công bố cái danh sách đỗ đó, thì công bố riêng trường Thanh Hóa thì cụ Lê Mạnh Phan là đỗ thủ khoa, còn trường Nghệ An thì cụ Lê Thước là đỗ thủ khoa, còn cụ thân sinh của tôi chỉ có đỗ thôi. Chừng đó cũng đủ để chúng tôi cảm thấy kiêu hãnh là bố mình đang người đỗ như vậy. Năm đó cụ thân sinh của tôi đúng 30 tuổi. Cụ sinh năm 1888, mất năm 1988, hưởng thọ 100 tuổi Tây, 101 tuổi ta. Thế đó là cụ thân sinh của tôi. Nhưng mà, quả thật, tôi rất tự hào về cụ. Không phải vì cụ giỏi, chỉ một phần thôi. Nhưng cái chính là làm sao để có thể truyền đạt những kiến thức uyên thâm cho một đứa bé rất nhỏ như tôi có thể tiếp cận được. Cái đó mới là cái giỏi. Chứ không phải là cụ giỏi đã truyền trong đầu cụ. Nhưng mà giỏi hơn khi biết truyền tải cái giỏi của mình từ trong đầu đi ra cho người khác. Đó là cái năng lực sư phạm. Cụ dạy hóm lắm. Tôi nhớ mãi, tôi có cái đặc biệt là hễ tôi cầm lại quyển sách là không bao giờ tôi ngủ hơn. Thế mà buồn ngủ tôi cầm quyển sách là tôi tỉnh như sáo à. Nhưng lần ấy không hiểu sao, lần đầu tiên tôi đọc sách và tôi ngủ gật. Cụ lặng lẽ tắt đèn dầu, hồi đó học đèn dầu. Rồi kéo quyển sách ra làm dấu cho tôi khỏi quên và để cho tôi ngủ. Đến khi tôi tỉnh dậy tôi mắc cỡ quá. Cụ bảo không sao con ạ. À, mệt thì con hãy ngủ lấy mấy phút, sau đó thì nó tỉnh táo học tốt hơn. Nhưng có điều cậu dặn con điều này, vì tôi hay gọi bố bằng cậu mà. Cậu dặn con điều này, đi học mà ngủ nhiều nó mất dấu. Tôi hiểu mất dấu là sao, hóa ra chứ ngủ mà mất dấu thành ngu. Giỏi thiệt đấy chứ. Mình cứ tưởng là đi học mất dấu có nghĩa là cái dấu đọc sách, nhưng không, cái đó chỉ một phần thôi. Đi học mà ngủ nhiều thì mất dấu, đúng là chứ ngủ mất dấu thành chứ ngu. Cô giỏi thật. Đặc biệt dạy rất hóm, nói một câu là nhớ đời. Là như thế. Đặc biệt lắm. Hàng vạn những trang sách chữ Hán tôi dịch ra là bình thường. Nhưng chú giải, cái mà người ta thích nhất ở cái chú giải trong sách, thì có lẽ ít ai ngờ rằng chính cụ thân sinh, người hoàn toàn của thế hệ trước, lại cho tôi một cái method rất là đặc biệt hiện đại mà cho đến giờ này mọi người đều thừa nhận. Đó là cái cách rất hiện đại, một cái methodology tuyệt vời. À, như vậy nên tôi có thể sống được là nhờ cái kiến thức của cụ ban cho. Tiếc là tôi không được sống với cụ lâu, bởi vì tôi cuộc đời phiêu bạt đó đây, chứ nếu ở cạnh cụ thì chắc tôi được học nhiều hơn. Là như vậy. Và quan trọng là cụ có một trí nhớ tuyệt vời. Giá cụ di truyền cho tôi một chút thì đỡ biết bao nhiêu, mà tôi là không được hưởng cái đó, không có cái may mắn đó. Thế thì đấy là nhà Nguyễn đã Phục Hưng Nho Giáo.
cái đó là nho giáo. Thứ hai, nhà Nguyễn đã cho chấn hưng Phật giáo và đạo giáo. Tại sao Phật giáo và đạo giáo lại chấn hưng? Là bởi vì Phật giáo và đạo giáo đều phát triển mạnh mẽ là khác. Nhưng trong thời kỳ đất nước nhiễu nhương thì tất cả đều nhiễu nhương, kể cả nhà chùa và đền miếu. Nhiều kẻ trốn tránh trách nhiệm xã hội đã chui vào chùa chiền và đền miếu. Nhiều kẻ mượn danh tu hành để rồi làm những việc không được phép. Thế thì phải nói rằng cái sự nhiễu nhương đó là không được phép. Nhà Nguyễn thừa nhận sự phát triển, nhưng nhà Nguyễn cũng muốn chấn chỉnh lại, chứ gọi là chấn hưng Phật giáo và đạo giáo. Có lẽ ít ai ngờ rằng một cái triều đại mà tôn vinh nho giáo đến như vậy, lấy triết lý nho giáo làm luật để cai trị như vậy, nhưng hễ đăng quang bao giờ cũng có tổ chức thêm hai lần nữa, một lần trong kinh thành, trong đại nội, một lần ở cái chùa Thiên Mụ, và một lần nữa thì ở một cái chùa của tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt lắm, chứ không phải thường đâu. Do vậy là Phật giáo được chấn hưng. Trước đó Phật giáo cũng có những điều đáng phải lo lắm. Trời đất ơi, đi tu mà còn không ổn mà. Trời đất ơi, như thị kính đi tu rồi thị màu còn vào tán tỉnh mà. Trời đất ơi, tán ghê gớm lắm. Này thầy tiểu ơi, thầy như táo rụng sân đình, em như gái rỡ đi rình của chùa. Này thầy tiểu ơi, tôi tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Tụng sao được mà tụng thị màu mà đã níu thì thôi, hết nói rồi. Hắn à, thì đấy là cái thời nó nhiễu dương, nhưng mà sau đó thì tất cả được chấn chỉnh trở lại. Cho nên Phật giáo dưới thầy Nguyễn đặc biệt lắm. Tôi đã chắt lọc trong cái gọi là thư tịch của nhà Nguyễn để dịch tất cả những gì liên quan tới chùa chiền, và thấy rất rõ tư liệu của tôi về cái này lắm, từ Gia Long cho đến Bảo Đại. Tổ chức lễ trong chùa mà họ ghi rất kỹ, là làm vỡ mấy cái chén cũng ghi, ai làm vỡ cũng ghi, và ai chịu trách nhiệm cũng ghi luôn. Tôi thích đọc những cái tài liệu cụ thể như vậy. Thì đó là cái về văn hóa thì nó có mấy điểm đặc biệt như vậy. Bây giờ thì thầy Chánh văn phòng muốn gặp lớp một chút, cho nên tôi tạm dừng tại đây, mà cũng đến giờ nghỉ giải lao rồi.